Nám tàn nhang tại nhà vô cùng đơn giản nếu như mọi người thực hiện theo ba cách này. Cách thứ nhất đó là mọi người bắt buộc phải sử dụng kem chống nắng cho em. Và kem chống nắng là một trong những phương pháp mà đã được nghiên cứu là khi mà chúng ta sử dụng kem chống nắng đều và thường xuyên thì sẽ giảm đi tình trạng nám và tàn nhang trong vòng từ 6 tháng nhé. Thứ hai đó là mọi người sẽ sử dụng niacinamide cho em hay là những cái sản phẩm chữa apatin đó và retinol, thì đây là những cái sản phẩm mà sẽ giúp cho cái làn da của mọi người nó được cải thiện hơn, và mọi người nhớ là cấp ẩm cho em nữa nhé. Thứ ba đó là mọi người không thể nào quên với việc là mọi người sẽ phải sử dụng các sản phẩm viên uống, ví dụ như là L-Sting này, glutathione này hay là vitamin C. Đây là ba cái sản phẩm mà sẽ giúp cho cái tình trạng giảm nám tàn nhang lâu năm cực kỳ hiệu quả. Nếu như mọi người chưa sử dụng ba phương pháp này thì rất khó để có thể giảm được tình trạng nám tàn nhang đó nhé. Mọi người hãy kiên trì làm cho em thì chắc chắn là trong 3-6 tháng mọi người sẽ đạt được hiệu quả nhé.